Vừa ngoài đường mang biển xin tiền về quê, thanh niên co giò bỏ chạy khi bị người đàn ông hỏi đúng một câu. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đội mũ lưỡi chai, mặc áo sơ mi, mặc quần jean, đi dép tổ ong và đeo ba lô đang ngồi ở ngã tư đường, nơi có tấp nập người qua lại. Trên tay anh là một tấm biển ghi dòng chữ: "Xin cô bác, anh chị giúp đỡ chút tiền xe về quê." Thấy cảnh này, một mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch, đi ngang qua liền tiến tới, ngỏ lời giúp đỡ: "Về quê hả? Quê ở đâu?" Tuy nhiên, nam thanh niên lại chột dạ, đứng lên toàn bỏ đi. Thấy thái độ khó hiểu của nam thanh niên, người đàn ông vội đuổi theo hỏi: "Nói nghe nè, anh giúp thiệt mà, anh giúp cho về quê, em làm gì vậy? Anh giúp tiền cho về quê thiệt mà." Thế nhưng, nam thanh niên vẫn đi lòng vòng, không chịu đứng lại, mãi tới khi người đàn ông hỏi dò, đe dọa: "Lừa đảo hả? Nếu không đứng lại anh báo công an đó." Thì nam thanh niên kia mới đáp lời: "Em có ăn trộm ăn cắp gì đâu, em có làm gì đâu mà quay." Nam thanh niên thanh minh, đến dưới chân gầm cầu, nam thanh niên này vứt luôn tấm biển hành nghề, co giò bỏ chạy rồi leo lên xe đồng bọn. Điều này chứng tỏ, người này là kẻ lừa đảo, lười biếng lao động và lấy lòng thương hại của người khác.